Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với tin tức 24 giờ TV và hãy cùng với chúng tôi cập nhật thông tin mới nhất có trong ngày hôm nay. Xúc động khi mẹ Phùng Ngọc Huy cùng 49 ngày cho Mai Phương. Trưa ngày 15 tháng 5, mẹ ca sĩ Phùng Ngọc Huy lên chùa làm lễ cùng 49 ngày cho cố diễn viên Mai Phương. Anh Minh Nhật, quản lý của Mai Phương cho biết lễ cùng 49 ngày của cố diễn viên diễn ra đơn giản tại chùa. Do gia đình Mai Phương không có tập tục này, mẹ của Phùng Ngọc Huy lên chùa lo chu đáo 49 ngày cho cố diễn viên. Minh Nhật cũng phụ giúp gia đình, đồng thời chuẩn bị sữa, mì gói tặng các cụ già và trẻ em mồ côi để làm công đức cho Mai Phương. Minh Nhật cho biết, sáng ngày 15 tháng 5, bé La Vi phải đi học nên không thể lên chùa thắp nhang cho mẹ. La Vi đã quen dần với cuộc sống không có mẹ Phương bên cạnh. Bé sống cùng ông bà nội, được chăm sóc bởi hai cô bảo mẫu. La Vi vẫn thường nhắc tới mẹ, mỗi khi ăn món ăn mà mẹ thích, bé lại nhớ Mai Phương. Phùng Ngọc Huy gọi điện hỏi thăm tình trạng sức khỏe con mỗi ngày. Hàng tháng nam ca sĩ chu cấp đầy đủ về kinh tế để hai cô bảo mẫu chăm sóc La Vi. Anh dự tính đón bé sang Mỹ sống cùng trong năm 2020 nếu chuẩn bị kịp giấy tờ. La Vi vui vẻ khi được nói chuyện với bố thường xuyên. Mọi người mong bé sớm đoàn tụ với bố, song người thân lo ngại La Vi khó thích nghi với cuộc sống mới. Diễn viên Mai Phương qua đời tối 28 tháng 3 sau 1.5 năm điều trị ung thư phổi ở tuổi 35. Mai Phương sinh năm 1985, từng đóng nhiều phim truyền hình, Những Thiên Thần Áo Trắng, Hương Phủ Sa, Xóm Cào Cào, Một Ngày Không Có Em. Tham gia phim điện ảnh Trai Nhảy của đạo diễn Lê Hoàng. Ngoài đóng phim, Mai Phương còn diễn kịch, làm MC, ca hát. Sau khi cô qua đời, quyền nuôi dưỡng La Vi được nhiều người quan tâm. Ca sĩ Thanh Thảo, nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường, siêu mẫu Xuân Lan kêu gọi Phùng Ngọc Huy sớm nuôi dưỡng La Vi để bé có điều kiện phát triển tốt, ổn định cuộc sống sau mất mát lớn. Sau nhiều tranh cãi, Phùng Ngọc Huy thông báo được thừa hưởng quyền nuôi dưỡng chăm sóc con gái. Vì không thể về Việt Nam, anh gửi bé cho hai cô bảo mẫu cùng ông bà nội chăm sóc. Chúng mình là tin tức 24 giờ TV. Các bạn đừng quên ấn like, share và subscribe kênh của chúng mình để cập nhật những thông tin mới nhất có trong ngày nhé.